tôi có đi hỏi rồi thì bạn Trang kêu là 7 ngày đầu á, bây giờ cái trong cái viên tướng á, là bây giờ trong cái viên tướng mà với tím á, trong cái viên tướng với tím mà để mình đi trong giai đoạn đầu á, thì gần như á, là đa số luôn, gần như là trong cái viên tướng mà trong banner với tím mình quay giai đoạn đầu á, thì chỉ có cái con mà đi ải ngon nhất ở thời điểm này á, thì chỉ có Tatsumaki thôi. Đấy, chỉ có Tatsumaki là sẽ đi ải ngon nhất thôi. Mấy anh em còn lại là Tatsumaki nè, G4 nè, Fubuki nè, sẽ giúp cho mấy anh em đi ải ngon nhất là gần như mấy con đánh AOE. Rồi sau này sau 7 ngày á, thì sẽ chơi mấy con tướng mà dạng như Limited. Rồi sau này sẽ chơi mấy con tướng á, là mấy giai đoạn đầu á, thì khi mà mấy anh em quay mấy con phía xanh á, đây nè, quay những con trong đây nè, đây nè, quay những con trong đây á, đây khi mà mấy anh em quay những con trong đây hoặc là những con định hướng trong đây nè, thì đa số những tất cả những con tướng tiến trong đây nè, tất cả những con tướng tiến trong đây luôn, thì mấy anh em chỉ chơi được trong giai đoạn đầu à, là đi ải nhanh nhất thì ngon nhất là vẫn là con Tatsumaki. Gần như là ai cũng spam Tatsumaki mấy anh em, mà tôi coi thử tìm hiểu những người làm nội dung hết rồi. Rồi sau này có một số con tướng á, nó có chức năng đặc biệt á, là nó chỉ đảm nhận vai trò ví dụ như là phá bất khuất hay là chống hồi sinh thôi. Rồi một số con nó có bất khuất, ví dụ như con chày nè, con chày nâng lên càng cao thì con chày này nó sẽ có skill tăng cho mấy anh em. Đấy, mở cấp lên. Đấy. Thì cho nên là ở trong giai đoạn đầu vẫn là spam Tatsumaki thôi, sau này có con nào mà nâng thêm con đó thôi, tại vì quái sau này trâu đến đen nào nữa nó quấn một hit là chết rồi. Rồi tiếp theo bây giờ nâng con năm đầu, tăng thì có hai con tăng ok nhất là có Tatsumaki nè. Đâu đam á thì có Tatsumaki. Tăng thì có năm đầu nó sẽ có thêm một mạng nữa, hoặc là con chày này nó có thêm bất khuất thôi. Cái còn lại mà để đi mấy con khác thì rất là khó. Đấy, cho nên là đi mà trong giai đoạn đầu mấy anh em nếu như spam mấy ron thì cố gắng ron Tatsumaki, với lại con năm đầu này thì mua được. Con năm đầu này thì mua được trong cửa hàng. Đấy. Mấy em lên phẩm được, với lại nâng được trong cửa hàng thì mấy em đi được, chứ ải bây giờ vô quái đi tới cái giai đoạn này gần như ai cũng đứng hết rồi. Tôi coi trong bảng xếp hạng, khi mà tôi vô tôi coi trong cái event bảng xếp hạng thì tôi có vài thằng nó cũng đi ải, như tôi coi cái hạng ải thôi, hạng ải đây đi trong đây là toàn là 10 thằng này cũng đây nè. Hiện tại tôi đang là hạng 3 nè, top 3 server về phần đi ải nè. Đấy, top 3 server về phần đi ải là 18.39 nè, thằng này là 18, thằng hạng 4 là 18.9, là thằng này tên Relax. Thằng này cũng là Tatsumaki luôn, Tatsumaki là Flash. Rồi tiếp theo nữa là một thằng hạng 5 là nó sẽ là phẩm Tatsumaki đỏ, là vẫn là thằng này đi Buros. Ôi thằng này đi Buros mà sao mà đi được hay gì ta? Con Buros này là gần như con Buros nạp tiền, con Buros này là cái con trưởng xí xí, thằng này đi Buros nè. Đâu nhưng mà trên hình nó vẫn để Tatsumaki mà. Hình như là nó giấu đồ hình đó, thằng này đi bằng Kabuto sa mạc thì ở thời điểm hiện tại đi top 1, thằng top 1 vì thằng top 1 là nó mấy này, tại vì nó tôi sợ là nó giấu đồ hình thôi. Vẫn là Tatsumaki phẩm bạch kim, rồi có mũi, mấy anh em con mũi này như có skill câm lặng hay sao á. Mũi này có skill câm lặng, nhưng mà nghĩ câm lặng được bó, câm lặng được không? Kịp đủ tóc với câm lặng một con không? Thằng top 1 đây là Tatsumaki, Bang Xenos, thằng này giấu đồ hình. Tôi nghĩ thằng này giấu đồ hình nữa, không thể nào cái đồ hình này đi được. Này lúc nữa vô coi bảng xếp hạng thì mình sẽ coi đồ hình chính của nó nhiều hơn. Ở trên đây là lực chiến của nó, tổng lực chiến đây là lực chiến nó có Kabuto sa mạc nè, nó có Kabuto sa mạc nó đi được nè, Kabuto sa mạc. Thằng này thì có phẩm mũi với lại Sonic. Đây phẩm lực chiến đây. Thì mình tập trung vào cái hạng vượt ải này nè các bạn, cái hạng vượt ải đây hoài đang ngon. Cho nên là khi mà chị ải đây tầm này ải khó quá. Ải bây giờ vô ngồi là tát tụi nó khỏe đồ nó mấy em, đồ trang bị đồ lại thẻ nữa, tại vì một con tướng nó mạnh á, bây giờ mấy em nâng chỗ này nè, nó vừa là ghi nè, ghi đỏ nè, xong rồi chỗ này nâng mấy cái này lên, nâng nguyên liệu này lên, lại quay chip ra nữa thì nâng lên từng cái một. Đặc biệt đây là cái chip này nè, mà cái chip để tăng sức mạnh nhiều vãi phải không ạ? Chip để tăng sức mạnh SO luôn đấy. Là mấy cục này nó mở nâng cấp cái tâm linh lên, thì nâng cấp lên thì giai đoạn trong giai đoạn đi đánh bang á, cái nguyên liệu này thì farm trong bang có được, nguyên liệu này như là farm trong bang. Đó, nâng lên bây giờ tài nguyên nâng lên là mấy con này đứng hết rồi, con này bây giờ chỉ chờ mở cấp thôi. Đó, 5 con 160 rất khó luôn. Giờ tài nguyên nâng lên mà nâng lên 5 con 160, hiện tại là đang đứng hạng 3 chạy ải, mà giờ quái nó vô là đang bây giờ cái ải này tụng chạy mà được trước có người support trước rồi. Mà không ngờ nó khó chịu cái gì ải vô tuần chày, mà thì con chày của tôi chưa có mở khóa được cái gọi là cái gì ta, mở khóa được cái bất tử bất khuất chứ. Cho nên là vô con kia vừa năm đầu mà vừa chày nữa, hai con nó bất khuất cho nó sống vậy, nó quýnh con cái chết rồi, khó chịu vãi. Đó mọi người thấy không, con ban vô nó vỗ ba cái chết. đó mẹ quái nữa. Chip đổi em sự kiện, mấy anh em được trước đua sự kiện nó có cái chip đỏ như hết rồi, nó vô quá nó quýnh cái ba cái à, khó chịu vãi mấy ông à. Cái này sau 7 ngày nó sẽ có cái lối chơi khác. Bạn Trang mình nói với tôi là sau 7 ngày chúng ta sẽ chơi một cái lối chơi khác.
thì cô thử chờ sau 7 ngày sẽ chờ chơi, bây giờ sau 7 ngày là sẽ chọn tướng như thế nào. Đấy, chọn tướng như thế nào để đi thôi. Lại ải đi cái này một phần nữa là về một phần nói sự ba mãi nha, nhưng mà cái này nó quan trọng tính năng đó nha, là mấy anh em xếp team tốt thì mấy anh em sẽ đi được tốt nha. Này, nó quan trọng về việc xếp team nữa đó, như nãy giờ đi không được nhưng mà chịu khó sự ba mày đi sẽ qua, tại vì có một số con tướng nó có cái cơ chế để mấy anh em vượt qua được cái ải này. Đấy. À, quái nó quýnh cứ mỗi con một hit gì đó, đó. Chơi gì không, toàn là một hit không à. Đại chết ban luôn đi chị đại ơi, chết ban luôn đi. Ờ không chết nổi luôn đó. Quái nó cứ một hit không à, khó chịu vậy. Bây giờ qua sau 7 ngày hôm nay là ạc này, như để coi thử ạc này ngày bao nhiêu rồi, để quýnh xong cái này coi thử ạc này ngày bao nhiêu rồi. Như ạc này hôm nay là ngày tới ngày thứ 5, thứ 6 rồi, ạc này là ngày đây thứ 6 rồi đó, chuẩn bị kết thúc sự kiện Gutop 7 ngày rồi đó. Con chày này rất ngon nha, con chày này, nhưng mà con chày này thiên về khống chế là chủ yếu. Tát thì đi ải, còn tát ngon hơn. Trong given này coi thử là tôi đu tới ngày bao nhiêu rồi, hiện tại là ngày hôm nay là ngày thứ 1 2 3 4 5 rồi. Hôm nay là ngày thứ 5 rồi, ngày mai là ngày thứ 6 rồi. Hôm nay là mới kết thúc ngày thứ 5. Ngày mai là ngày thứ 6 và qua ngày thứ 7 á, thì bắt đầu sẽ chọn tướng. Thì tướng á, thì mấy con tướng trên đây để mà nâng á, thì mình chỉ lấy được những con tướng cơ bản thôi. Trong danh sách tướng á, thì mấy con tướng tím thì trong đây là như là quay lấy sát con tướng, thì lấy những con tướng mà ví dụ như bữa ngủ Tết á, quay như ạc mà bữa qua Tết đặt của Bình Trang á, Tết với mấy anh em á, thì ở trên đây là có vài bạn là định hướng, thì tôi định hướng mấy con dễ mấy con bút trước, là ví dụ như là con Amai nè. Con Amai mà Amai cầm cái micro á, con Amai thường á, đây nè, diện thường của nó đây nè. Từ con Amai cầm cái micro, đây là con Amai đây thường, đây con Amai này, phẩm này con Amai này. Với lại được có hỏi là bạn Trang mình nó kêu là con Tatsumaki này chơi khá là ngon nghẽ mấy anh em. cái này không phải là tôi chọn con Tatsumaki này nha, cái này tại vì con Tatsumaki này nó ngon. Nghe con Tatsumaki này nó ngon, sau này có cơ hội cho được test con Tatsumaki này, ấy nó kêu là biết Trang kêu là con Tatsumaki này sẽ khá là ngon đấy. Tatsumaki này với lại con Tatsumaki mà đi quýnh ải, con Tatsumaki trừ nộ á. Giờ tập trung sẽ định hướng là những con mà hỗ trợ trước để tăng thôi, hỗ trợ boost thôi. Khống chế cầm lặng thì đưa cho Tatsumaki nè. Đâu đầu tiên là Amai nè, Amai cầm cái micro nè, Amai dạng đỏ nè. Đây Amai đỏ với lại kinh nè, Amai đỏ với lại kinh. Thì hôm bữa là tôi test con Sam này rồi, thì bây giờ chờ hôm nào test được con Sam mà dạng xanh đi, bữa sau test được con Sam dạng xanh này tính tiếp. Nếu còn mà từ cái dòng ở trên đây nè, cái dòng mà onward ở trên đây thì mình không có cái nào quay được đó, tại vì chơi là một năm mới nâng mát được một con, tại vì một con đây để mà nâng mát lên một con này nó khoảng cỡ rơi vào tầm 25 củ mấy anh em ạ, chu vết đó 25 củ để nâng lên cho một con như thế này thực sự rất rất căng mấy anh em, cho nên là chơi mấy con cơ bản bình thường thôi, hoặc là quay hơn chu lấy xác thôi, mà lấy xác mà không nâng lên nó cũng yếu lắm, cho nên là đa số là sẽ chơi theo kiểu là chơi mấy con cơ bản trước để đi ải trước, rồi xong sự bam chị ải đua sự kiện chơi từ mấy anh em, tại vì tôi cũng nghe mấy anh em chơi trước rồi, nhiều mấy anh em chơi trước cũng có comment trên kênh đó, tại vì dòng game này thuộc dạng AFK đi từ nó cũng qua năng, nói chung là thời gian thôi, tại do mình chơi mới cái 5 ngày đầu thôi, mình vội thôi, chứ còn lại nếu như mà chơi cơ bản về sau thì vẫn khỏe, vẫn đi được đấy. Đúng rồi, 26 25 x 5 cho năng nhân cho 5 team, tại vì về sau đi ải ở thời điểm hiện tại là mới có một team thôi, ở thời điểm hiện tại là mình đi ải đây, mình đi ải một team thôi, sau này là đi ải nó sẽ yêu cầu là 3 team nè, 5 team nè, đó này là một team thôi, chỗ này sau này nó yêu cầu cho 5 team, đó là phải phân full cho 5 con, đi BBB cũng vậy, đi BBB nó cũng yêu cầu cho 5 con vậy đó, thì cho nên là để mà đầy đủ đáp ứng đầy đủ mấy cái đó điều kiện nó đi, thì lấy những con cơ bản thì nó sẽ nâng dễ hơn, phẩm tím thôi, có nâng phẩm tím mấy con đi lên thôi, tại vì mấy con phẩm tím có một số con nó vai trò nó mạnh mà. Đấy. Gun mình có tuyển phó ban không anh? Không, ban này anh là phó ban rồi còn đi tuyển phó ban gì nữa. anh đã là phó ban rồi còn đi tuyển phó ban làm gì nữa em? Anh hiện tại đã là phó ban rồi mà còn đi tuyển phó ban làm gì nữa? Nói chung là bây giờ trong giai đoạn đầu mấy ngày đầu nó hơi cực, cho nên bây giờ mấy bạn kêu là cứ thoải mái trong giai đoạn đầu đi. Rồi ở đó mới miệng ban vô đấm chết nhảm vậy, thì chứ trong giai đoạn đầu cứ chiêu vậy thôi, xong rồi từ từ mình tính tiếp.
Tại nhiều lúc mình vội quá, tầm này mà tôi ạc này là lên được con Tatsumaki Mythical 3 là tôi thấy đỉnh rồi. Tatsumaki huyền thoại 3 là tôi thấy mày khủng, con mẹ nó khiếp rồi. Mình nói chung là mình cũng không cứ lết. Với lại là sao, bị với lại là do tôi kích hoạt hiệu ứng không được, tôi thức tỉnh không được mấy ông à. Tôi mà thức tỉnh được là cũng ngon lành rồi. Tôi vô tôi cái nạp nó bị lỗi, tôi thức tỉnh không được mấy anh em, mà với tôi mà thức tỉnh được là cũng ra gì phết rồi, mà do thức tỉnh không được mấy anh em à. Tầm này là đang đuối đam rồi, phải chờ nâng mấy con tướng đi lên, chờ có tướng lên. Tầm này toàn là chạy rồi đồ sự kiện mà vô, mà giờ chủ yếu là mình chạy sự kiện là chính. Giờ sau 7 ngày đi, sau 7 ngày thì mới có một cái form mới lận, sau 7 ngày thì mới có một cái form mới để chơi lận. Đấy. Còn mà ở tầm này mà để tướng mấy anh em nào mà vô mà hạt co, mấy anh em nạp được, mấy anh em chơi trên iOS á thì mấy anh em nạp dễ hơn, mấy anh em có những cái gọi là sự lựa chọn tối ưu hơn. Thì với đối với những con là con ví dụ như là con gì con đây nè, đây chúng ta sẽ có những con ví dụ như là Borot, đây Borot đâu mất rồi, đây con Borot đâu mất rồi. Cái bát con Borot á thì mấy anh em dùng cái bát con Borot mấy anh em đi nó sẽ lực hơn rất là nhiều. Đấy. Hôm nay sẽ có nhiều cái gói trong vòng đầu đấy, gói này nè mua nâng lên con Tatsumaki nâng lên 9 luôn đấy. Đấy, nó sẽ có nhiều thứ bad broad nữa, cái này là tôi chưa hưởng ứng được, chưa có lên, chưa thức tỉnh được mấy anh em. Đấy, còn hero bad đây, hero bad là con broad này lực lắm mấy anh em, con broad này skill là trưởng hơi bị đỉnh luôn á, broad này trưởng là AOE trưởng đam hơi bị to luôn, mà con broad này mấy anh em lấy về mấy anh em phải nâng full lên đấy. Năng là lấy về là chỉ định hướng quay target con Boros này thôi, thì hình như là con Boros này nó là hệ đặc biệt. Ừ, quay không chọn được, quay random mới ra. Ngày xưa tôi quay tới bây giờ tôi quay hình như được có một con Boros này. Lần trước được trước like, lần trước quay được chứ có một con Boros này. Đấy. Năng lên thì chơi con này nó cũng khỏe. Nếu mà nạp thì nó sẽ khỏe hơn mấy. Đấy. Chưa.